Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh. Thì hiện tại em đang đứng ngay tại khu vực giao xe và đây là chiếc xe Civic phiên bản E, nhưng mà đã được thay đổi màu theo sở thích của khách hàng. Thì mọi người thấy đó, nhìn vô mặt ga lăng trước khá là giống như Civic RS đó, nhìn nó rất là lạ. Bởi vì cơ bản thì các dòng Civic hiện tại là không có màu vàng, cho nên là bản E này đã được thay đổi theo sở thích của khách hàng. Thì mọi người cùng em chiêm ngắm qua cái màu sắc của chiếc Civic này. Vừa rồi là một số hình ảnh mà em muốn chia sẻ đến các anh chị mà đang quan tâm đến các dòng xe Honda, và đặc biệt là Honda Civic. Các anh chị nào mà muốn thay đổi màu sắc của xe khi mà mình mua xe thì cứ hãy liên hệ cho số hotline 0933 509191 để chúng em sẽ tư vấn và hỗ trợ. Ví dụ như anh chị nào mà muốn thay đổi Civic G theo màu đỏ tươi hay là màu vàng thì chúng em cũng sẽ hỗ trợ và sẽ tư vấn cho các anh chị tận tình về màu sắc xe, để khi mà mình mua một chiếc xe, mình sẽ sở hữu được chiếc xe mà có cái màu mà mình ưng ý nhất có thể. Một lần nữa thì xin kính chúc các anh chị luôn được mạnh khỏe. Xin thân ái chào tạm biệt các anh chị trong những clip ngắn sau.